Loa thép chống cháy nét gấp 10 lần loa thép hàng xóm, chống cháy tốt nhất thế giới, cặp này 1 triệu một đôi. Bản này có 2 cấp độ, siêu thép, thép cường chất, gặt lên là mỏng thép, gặt xuống là dày thép, dày dày 1 mét rồi. Khung gỗ cực đẹp, số 12x12, chiều cao 16 phân, khung gỗ đen, khung gỗ vàng. Loại 1 triệu này dùng cho các loại cục đẩy âm ly từ 2 sò đến 60 sò đều ok. Các dòng loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm, từ bát 20 đến bát 50. Liên hệ mua hàng gọi số điện thoại 0973 533 269, đang test cho anh em cặp tép 1 triệu. Cặp tép thì nó không loại 1 triệu này thì nó không quan trọng với cứ bát nào cũng được, từ bát 12 này, bát 16, bát 20 đến bát 50. Dòng loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm, vậy chúng ta đấu đít loa nhé. Đấy, đấu với đít loa này, đít loa đi âm đi đi cùng đẩy nó đều là một, hoặc loa phun chúng ta có thể chích cửa vào đấy, đấu ở đây đó là cấp. Loa tép chống cháy tốt nhất thế giới, 1 triệu một cặp. Liên hệ với YouTube điện tử Phượng Lưu, ship hàng khắp Việt Nam, hàng bảo hành 1 năm. Về test ok thanh toán. Đây là từ 9 quân 3,5. Nét gấp 10 lần. Đây là tép chống cháy, tăng độ nét gấp 10 lần, hay gấp 10 lần tép hàng xóm. 1 triệu một cặp, bao ship bảo hành 1 năm. Loa tép chống cháy 100%. 0973 533 269. 1 triệu một cặp. Đây là loa tép chống cháy tốt nhất thế giới. Cháy là quá khứ, giờ là xưa, giờ ai hỏi cháy. Loa hàng rẻ, hàng mã, loa lừa mới cháy thôi. Đây là loa xịn, chống cháy tốt nhất thế giới, 1 triệu nhá. Về một cặp, bao ship, bảo hành 1 năm. Test ok thanh toán.